Đây, Made in USA nha, rất là rõ ràng nha, của Clip Group nè. Đó, nó sẽ chạy ở 8 ohm và công suất 200W, à, rất là rõ ràng nha. Thậm chí ở đây nó sẽ có số serial number của dòng loa luôn và có chữ ký của cái người tester. Đó. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel TV Audio ha. Thì clip lần này mình sẽ review lại cho mọi người và bóc hùng lại cho mọi người một dòng loa bên mình đã có triển khai lắp đặt trong vòng chắc phải 2 năm trước trước dịch luôn rồi, tầm dịch á, tầm 2021 á. Bây giờ bắt đầu mới có hàng lại, bởi vì thực sự cái dòng hàng này nó rất là hiếm và nó rất hàng nó rất là ít. Mỗi lần về Việt Nam đặt order chắc nó đi đâu phải phải 6 tháng. Vậy thì dòng sản phẩm này là gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok, trước mặt mình đây là dòng Calif Pro. À, một dòng Clip, thì thương hiệu Clip thì mọi người đã quá quen thuộc với dòng Clip rồi ha. À, nó có những dòng loa về nghe nhạc nè, xem phim nè. Tuy nhiên dòng Clip Pro này thì rất ít khách hàng hoặc là những người tiêu dùng trên thị trường này biết được cái dòng Clip Pro. À, Clip có làm loa karaoke nha mọi người. Đây, mình có ở đây là một cặp dòng KI 102. À, dòng KI 102 đây. KI 102B, mã của nó là SMA2 đó. Đó, như mình đã nói từ đầu clip á, dòng này nó sẽ được lắp ráp tại Mỹ. À, một dòng loa được sản xuất tại Mỹ, rất là đặt hàng rất là khó nha mọi người. Và đương nhiên rồi, Clip thì mọi người biết rồi, nhà phân phối là anh Duy nha, anh Duy 3 sao. Rồi, rất là thông tin rất là rõ ràng cho mọi người nha. À, dòng này thì bên mình đã có triển khai từ mấy đợt trước rồi, tuy nhiên thật sự là đặt hàng rất là lâu nha mọi người. Một cái sản phẩm mà Made in USA, thứ nhất là mọi người đặt hàng order, riêng cái việc mà người ta ship hàng về đây không đã mất thấy tháng rồi mọi người, kiểu nó đi vòng vòng á mọi người, chứ không phải nó đi thẳng. Từ chẳng hạn như những dòng mà loa mà mọi người mà sản xuất tại Trung Quốc đi thì nó rất là lẹ, nó chỉ tầm đặt hàng tầm khoảng 30 ngày, nếu mà hàng có sẵn thì tầm 30 ngày, cùng lắm là 30 ngày là người ta có hàng rồi. Còn với cái dòng mà Made in USA như thế này á, mình đặt hàng á, nếu mình nhớ không nhầm, như năm 2021 2022 bên mình đặt á, là phải 6 tháng nó mới có hàng. Nó rất là khó nè mọi người. Đó là lý do tại sao rất là nhiều hãng, trên cái nhiều hãng loa âm thanh á, họ sẽ đặt nhà máy tại Trung Quốc để cho giảm thiểu, thứ nhất là chi phí vận chuyển này, thứ hai là chi phí nhân công này, thứ ba là thời gian đáp ứng hàng hóa này. Đó, thì ở Trung Quốc thì nhân công nó rẻ hơn, nhân công người ta nhiều hơn, đó nên là người ta sẽ sản xuất loa được nhanh hơn, gọn hơn, chứ không phải là gia công từng cái một như bên Mỹ. Bên Mỹ thì gia công từng cái hơi cực nha mọi người. Đây, rất là quen thuộc. À, đây, ai chà, này, à mình vậy ngược, đây, ok, thùng của nó không có sai sót nha mọi người. Không rõ chắc là tiêu chuẩn của bên Mỹ á. Mọi người mà bóc thùng mấy dòng mà Made in châu Âu hoặc là Made in Mỹ thì mình thường thấy những cái này họ sẽ không xài, họ không xài xốp nữa rồi, người ta bỏ cái vụ xốp rồi, người ta xài kiểu thân thiện môi trường, mọi người xài giấy hết trơn để nó bảo vệ môi trường ha. Để qua đây, đây Clip Pro, dòng này sẽ là dòng gồm một bát và một củ chép nha mọi người. Củ bát 8 inch và một củ chép trên này, chép sẽ là chép còi. Đây, để mình xoay qua một vòng cho mình coi. Đây, cái hình dáng ở đây, hình dáng nó khá là đặc biệt nha mọi người, nó sẽ cao ở trên này và nó thấp lại trên này. À, nó nhỏ ở đây, mã đằng sau đây. À, đây là nó sẽ có chạm loa này, cái dấu đỏ ở đây tức là cho mọi người biết được đây là bên dây dương này, bên dây âm này, đó cho mọi người dễ sử dụng này ha. Đây, Made in USA nha, đó rất là rõ ràng nha, của Clip Group này. Đó, nó sẽ chạy ở 8 ohm và công suất 200W. À, rất là rõ ràng nha. Thậm chí ở đây nó sẽ có số serial number của dòng loa luôn và có chữ ký của cái người tester. Đó, rất rõ ràng nha mọi người. À, như là sản xuất một cái dòng sản xuất thủ công đó. Đó, đây mình xoay một vòng cho mọi người coi, nó sẽ có bám bụi gỗ này, này bụi giấy này. Cái logo này á thì mà như mình nhớ không nhầm, đây logo này nó sẽ là logo dính này. Để mình bóc cho mọi người coi. Đó, thấy không? Logo này là logo dính. Thì mọi người chẳng hạn như mọi người xoay lan loa ra thì mọi người dán đây, ví dụ vậy. Thấy không? Còn mọi người mà để đứng loa thì mọi người dán dưới này, rất là khỏe nha mọi người, đỡ phải mất công. À, này, đây, nó chết cha rất. Để dán. Ok, rồi. Xíu để mình dán lại. Đó, thì
Dòng này thì mình review rồi, bên mình đã có review rồi, đã có bóc hộp rồi, đã có test thử và cũng lắp đặt rất là nhiều rồi. Clip lần này mình chỉ muốn thông báo cho mọi người là sản phẩm đã có hàng trở lại. Và nói sơ qua về chất âm con này thì con này nếu mà nói về độ nghe nhạc thì cái chất âm của nó nếu mà so sánh gần nhất á, sẽ so sánh được với Nexo PS8 ngày xưa thì chất âm của nó sẽ tầm khoảng 1810 so với Nexo PS8 đó. Về cái chất âm nghe nhạc nha mọi người, các thể loại liên quan đến nhạc cụ nhiều nè, rock and roll nè, hoặc là những bài rock ballad, nó nghe rất là đã, tiếng nhạc cụ ra rất là nét, rất là hay, tiếng khác rất là dày luôn đó. Con này là cái dòng Emut là KI 102. Nó sẽ có hai cái dòng lớn hơn nữa là KI 262 và KI 272. Thì bên mình cũng đã có review hai dòng này rồi, thì mọi người có thể tìm kiếm lại trên YouTube bên mình nha. Còn không thì mình sẽ đặt cái link nó ở bên dưới để cho mọi người dễ theo dõi. Đây, để mình để qua đây. Cùng cứng không? Đã không? Rồi. Hai con ha. Rồi. Cái con thứ hai mình muốn mở cho mọi người coi là con súp. À, một con súp KI 115. À, cũng mã tương tự luôn, cũng được lắp ráp tại Mỹ luôn ha mọi người. Đó, thùng bự nha. Dòng này là dòng súp hơi nha mọi người, không phải súp điện. Dòng này là dòng súp hơi. À, dòng này là dòng súp hơi. Bass của nó là 115 thì mọi người biết rồi, 115 là một bass, một củ bass 15 inch, tức là đâu nó khoảng bass 40 á mọi người. Nếu mà theo thước đo của Việt Nam là 40 cm là bass 40. Đây. Cũng có phiếu bảo hành nha. Bên ba sao thường hay, họ thường mình hay dùng mấy cái này đi, nhưng mà cái này nó có số serial number với bảo hành của họ trên này nè. Nó có mộc này kia của bên công ty NG nha, rất là rõ ràng nha mọi người. Mọi người đỡ mất công, mọi người phải lo lắng về cái chuyện hàng hóa nó không phải là chính hãng hay gì. Tại vì đợt này JBL hay clip hay gì nó nhiều cái hàng ngoài quá, nên là mọi người có tem là một chuyện, mọi người nên có thêm cái này nữa. Đó. Nên có tem cái thêm này nữa sẽ nó sẽ ok hơn. Thì mình bẻ qua đây. Rồi. Clip Pro này là phiếu này bỏ ra đi, không có gì. Cái này là cái chân nè, nó cho cái chân nè. Mọi người thấy nè, nó cho cái chân. À, mọi người thấy bắt vít vô chân xíu mình để mình mở ra mình coi lấy cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Toàn giấy không à. Bây giờ hết xài mút rồi. Toàn là giấy không? Bảo vệ môi trường á mọi người. Thì nói chung mình bên châu Á thì mình cũng không có rành mấy cái vụ này lắm. Chắc là có thể do một cái số tiêu chuẩn của người ta yêu cầu là phải xài những vật liệu thân thiện môi trường. À, để mình coi coi. Lâu lắm không bán này, mình nhớ chết cha. Dạ sao ta thôi. Nấc này là gì? Ây da. Ok, rồi. Quá là bự luôn, quá là khủng khiếp. Ồ, khá là nặng luôn mọi người. À, gỗ rất là dày nha. Đó, lưới này cũng có logo clip ở đây. Đằng sau thì cũng đặc biệt con này không có chân nha mọi người. Chân như mình nói đó. Chân đây nè. Nó sẽ cho mình chân. Khi nào mình lắp đặt thì mình đưa vô thôi. Thì mình chỉ cần gắn miếng cao su rồi mình lấy cái máy bắn vít ra mình bắn vô cái là xong. Mình có bốn cái chân này. Thì khi nào lắp thì mình mới xài cái này thôi. Còn lại thì mình trưng bày thì mình không cần. Rồi. À, bụi quá. Nó cái bụi giấy ấy, mọi người. À, đằng sau nó để mình coi. Ấy dạ. Quay đằng sau cho mọi người coi. Sau nó đây. Cũng y chang nha. Cũng có âm dương nè, nhìn rõ nè. Rồi mắc in USA nè, rất là rõ nha. Rồi chữ ký của người tester nè. Đó. Rồi công suất đây, 4 ohm và 400W. Một cái súp 4 tấc, công suất này là công suất liên tục hết nha mọi người. Công suất RMS hết. Rồi. Về sơ qua vậy thôi. Thì nếu mọi người muốn test thử dòng này thì mọi người có thể đến showroom của Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Về giá của sản phẩm thì cái cặp clip KI 102 thì nó có giá khoảng 40.600.000 một cặp. Và cái súp này thì có giá là 39 triệu một cái. Đó, thì giá mình, tại vì rất là nhiều khách hàng cứ báo là Thiên Vũ review nhưng mà sao không nói giá. Thì ok, này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ nói giá sản phẩm cho mọi người ở cuối clip để mọi người có thể cùng tham khảo. Một dòng loa Clip Pro sản xuất tại Mỹ có giá là 40 triệu một cặp và súp thì 39 triệu một cái. Cái này thì mọi người có thể ghép cục đẩy 4 kênh của LD System như mình còn đã có review. Rồi vang số micro nữa là thành một dàn karaoke rất là tuyệt vời. Ok, clip lần này thôi thì
Nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để tìm kiếm các sản phẩm và làm clip tiếp theo. Bye bye, xin chào mọi người.